Lời đầu tiên em ăn xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị đã quay lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ngân Bất Động Sản. Thì trong cái video hôm nay em ăn sẽ quay và giới thiệu review cho quý anh chị mình một cái lô đất biệt thự vườn rất là đẹp. À, vì sao thì lại gọi là biệt thự vườn? Bởi vì cái lô này có cái mặt tiền rất là rộng, mặt tiền lên tới 16 mét đó, và sâu vô là 40 mét. Đó thì quý anh chị, phía trước mặt quý anh chị thấy có cái đồi đẹp không? Cái view này cực kỳ đẹp luôn này. Đó quý anh chị, mình không mong muốn là có một cái biệt thự vườn. Đó cái view hướng về cái đồi này. Quý anh chị nhìn thấy cái đồi đẹp không? Nhìn giống giống như mấy cái khu nhà biệt thự đồi ở bên mấy cái đất nước Đông Âu á, như là Na Uy nè, Thụy Điển nè. Đó, Phần Lan nè. Đó quý anh chị thấy không? Đó, và cái nhà này á là nằm ở ven thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Thì cái miếng đất mà em muốn giới thiệu hôm nay á là nó sẽ nằm ngay cái chân núi này. Đó, có cái view đây. Thì cái miếng đất em muốn giới thiệu hôm nay á là nó sẽ có cái bề ngang mặt tiền là 16 mét và sâu vô trong là 40 mét. Đó. Thì cái móc lộ giới của nó là từ cái viên gạch đó quý anh chị, từ cái bức tường đó đúng không? Mình đi qua đây là 16 mét. Hiện tại con đường này là con đường bê tông 4 mét rưỡi nha quý anh chị, 4 mét đến 5 mét rưỡi á. Nó sẽ tới cái móc này, móc đỏ này và đi về vô trong. Vô trong là khoảng 40 mét. Đó thì cái lô đất này á sẽ có diện tích tổng á trừ đi quy hoạch là còn 543 mét nha quý anh chị. 543 mét và có sẵn là 140 mét thổ cư. Đó, và còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì khu vực này toàn bộ là được thuộc là quy hoạch đất ở, cho nên là mình có thể là muốn lên thổ cư thêm thì quý anh chị có thể là mình xin thêm, mình đóng thuế cho nhà nước, mình nộp đơn lên. Ví dụ như đầu năm nay mình mua, mình làm đơn thì đầu năm sau là mình sẽ được lên thổ cư. Đó thì cái phí đó thì em rất là rẻ. Em sẽ hỗ trợ thủ tục cho quý anh chị mình lên thổ cư luôn. Đó thì cái miếng đất này có vị trí rất là đẹp luôn, đặc biệt là có sắp tới sẽ có một con đường quy hoạch 13 mét đi qua miếng đất mình nha quý anh chị. Nó sẽ đi qua xéo cái miếng đất mình nè, đi qua xéo một miếng. Đó thì miếng đất của mình chỉ mất khoảng 51 mét mét vuông là vô đất giao thông thôi. Và cái điều đó nó sẽ làm cho cái miếng đất của mình nó sẽ có giá trị hơn trong tương lai. Bởi vì giá hiện tại đang rẻ, nhưng mà khi con đường nó đi ra qua con đường 13 mét là mà quý anh chị, nó đi ra tới đường Nguyễn Tất Thành luôn. Đó thì nó sẽ có giá trị, cái miếng đất mình sẽ tăng giá rất là nhiều. Đó, mình vừa làm một cái biệt thự vườn, vừa có nhà vườn mà để mình nghỉ dưỡng, mà cái giá trị của miếng đất mình nó lại tăng giá thêm. Sau này mình muốn chuyển chỗ ở mình bán lại vẫn có giá, vẫn có lời nhiều. Đúng không anh chị? Đó, miếng đất này rất là rộng. Đó, và nó có đặc biệt có cái view núi này, với cái view đồi cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhìn nhìn em còn nhìn nó còn mê ly đó mà. Em mà có tiền em cũng về đây em ở nữa. Đó, ngôi nhà này rất thích hợp cho những quý anh chị mình muốn về ngoại ô ở. Có cái view đẹp nè. Có cái view đồi cực đẹp luôn. Đó. Mình vừa đầu tư, mình vừa mua ở, mình xây biệt thự vườn nghỉ dưỡng, mình xây nhà vườn nghỉ dưỡng. Đặc biệt là cái thế đất của mình á, nó sẽ cao hơn xung quanh nha quý anh chị. Đó, để em vô em quay, em sẽ quay ở trong cho quý anh chị mình xem nè. Đó, hiện tại thì có cái nhà cấp 4 này thì mình có thể đập vỡ đi để mình xây lại cái nhà vườn theo cái ý của mình. Bởi vì cái nhà này thì cũng là cũ rồi, thiết kế cũ rồi, cho nên mình có thể đập mình xây lại theo cái ý của mình. Đó thì cái thế đất xung quanh này cao hơn xung quanh. Cái thế đất này là sẽ cao hơn mặt bằng xung quanh nha quý anh chị. Đó quý anh chị có thể nhìn thấy nè. Đó phía dưới là nó bằng nó. Dưới có đường bê tông nữa nhưng mà thấp hơn, cái thế đất thấp hơn. Đó, còn kia là cái núi kìa. Đó quý anh chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Núi là núi đá nha quý anh chị, nhìn nó rất là đẹp. Đó, mình ra tới ngoài đây là sâu vô trong là 40 mét. Thì cái thế đất của nhà mình là sẽ cao hơn mặt bằng xung quanh rất là nhiều. Cho nên là mình chỉ cần xây nhà vườn một tầng thôi, không cần phải xây cao tầng. Xung quanh là thế đất thấp hơn bên mình nhiều lắm. Em quay cho quý anh chị mình xem nè. Thấy không? Thế đất thấp thấp của bên mình nhiều. Bên mình cao lắm. Đã đóng móc lộ giới và rào hết rồi, chắn kỹ càng rồi. Đó, quý anh chị thấy không? Phía dưới là đất thấp hơn bên mình. Đó, xung quanh người ta phải xây tầng để người ta tránh lũ lụt, còn bên mình thì không cần phải xây tầng bởi vì cái thế đất mình cao lắm. Chị chủ của cái nhà này á, của miếng đất này á, thì đang muốn chuyển đổi chỗ ở, với là chị cũng đang thiếu nợ nhiều tiền cho nên bây giờ muốn bán đi để mà trả bớt nợ.
đó, cho nên là chị muốn bán rẻ nha quý anh chị. Đó, chị rất là tâm huyết với cái nhà này, nhưng mà bởi vì là nợ nần làm ăn cho nên là chị muốn bán lẻ với giá rẻ lắm. À, em nhắc lại là cái miếng đất này á, là tổng diện tích từ quy hoạch là 543 m², có 140 m thổ cư và có còn lại đất trồng cây lâu năm, thì tất cả đều thuộc quy hoạch đất ở hết. Đó, thì trong bán kính 1 km là có đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh nha quý anh chị, từ trường mầm non nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. Nó đặc biệt là cách 1 km là sẽ tới khu du lịch rất là nổi tiếng là Diamond Bay Resort. Đó, cách cụm ba cái trường nổi tiếng là đường chuyên Lê Quý Đôn nè, trường cao đẳng kỹ thuật Nha Trang Khánh Hòa, trường chính trị là mất khoảng 1,5 km. Đó, thì giá của miếng đất này á là chị chủ đang mong muốn bán á là chỉ có 5,6 triệu một mét vuông nha quý anh chị, 5,6 triệu một mét vuông thôi, cực kỳ giá rẻ. 5,6 triệu mà nếu mà tính đi thì nó chỉ bằng đất ở khu vực Diên Hòa, Diên Khánh thôi. Bởi Diên Hòa, Diên Khánh thì chắc chắn là không thể bằng ở đây được. Chỗ đây là thuộc thành phố Nha Trang rồi. Đó, ra ngoài kia xíu là ở đất, nói chung đất khu vực này là người ta bán mét vuông đã trên 8 triệu rồi. Nhưng mà chị chủ cần tiền cho nó bán chỉ có 5,6 triệu thôi. Em cam kết là giá tốt nhất tại khu vực Nha Trang hiện tại rồi. Đó, đặc biệt là có con đường quy hoạch sắp đi qua nữa. Thì con đường quy hoạch nó đi qua thì giá đất chỗ này chắc chắn sẽ tăng lên, ít nhất là phải trên 13, 14 triệu một mét vuông. Đó, cái này là mình vừa đầu tư, mình vừa ở nghỉ dưỡng, rất là ok luôn. Đó, hoặc mình có thể làm homestay, chỗ này làm homestay y bài luôn á. Cái view hướng ra núi đồi này rất là đẹp luôn, không khí trong lành mát mẻ. Thay vì mình mua nhà ở ngoài thành phố á, thì là ngoài đó là rất là ồn ào, bụi rất là nhiều, với lại là không khí rất là ngột ngạt, cái phòng rất là nhỏ. Mình có thể bỏ số tiền khoảng 2,5 tỷ cho đến 3 tỷ mình có thể mua được miếng đất ở đây rất là rộng. Rộng gần 500 m. Mà mình đã có thể là mua được cái nhà vườn, mình xây được nhà vườn ở đây rất là rẻ rồi. Đó. Miếng này là tổng diện tích là 543 m² nha quý anh chị, hơn 500 m². Đó, cực kỳ không khí ở đây rất là yên tĩnh, mát mẻ. Em tâm huyết quá cho nên em tới đây em quay 2 lần video. Đó, thì quý anh chị mình đang có nhu cầu tìm kiếm nhà ở ven Nha Trang, tìm một nơi để xây biệt thự vườn nè, nhà vườn nghỉ dưỡng nè, với giá rẻ nè, nhưng mà diện tích to nè, thì quý anh chị liên hệ với em nha. Số Zalo của em là 0353 687 732. Đó, thì em sẽ gửi cho quý chị mình cái sổ đỏ lô này. Đó, cái vị trí của lô này cho quý chị mình tham khảo. Đó, hiện tại chỉ có một cái lô duy nhất nha quý chị, view cực kỳ đẹp luôn, lô duy nhất. À, em sẽ gửi cho quý chị mình cái sơ đồ vị trí chỗ này. Đó, và nếu thấy hay thì quý chị có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản nha. Em ơn, xin chào tất cả các quý anh chị và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.